Sở Du lịch Đà Nẵng vừa qua đã in 5.000 bộ quy tắc ứng xử bằng tiếng Trung để phát tận tay cho các du khách Trung Quốc đến du lịch ở thành phố này. Những nhắc nhở về bộ quy tắc được in dưới dạng sổ tay có kích cỡ 12 x 12 cm với nhiều hình ảnh minh họa kèm chú thích bằng tiếng Trung, thể hiện những điều nên và không nên khi đi du lịch tại Đà Nẵng. Trong đó có những nhắc nhở về các hành vi như bỏ rác vào thùng, văn hóa xếp hàng, không sờ vào hiện vật khi tham quan bảo tàng, nhường chỗ ngồi hoặc lối đi cho phụ nữ và người già cũng như trẻ em. Trước đó, Đà Nẵng cũng đã ban hành bộ quy tắc ứng xử bằng tiếng Việt cho người dân địa phương và du khách. Dự kiến Sở Du lịch Đà Nẵng sẽ tiếp tục ban hành thêm một bộ quy tắc ứng xử tương tự bằng tiếng Hàn Quốc. Đây là những động thái tích cực của Đà Nẵng trong việc xây dựng trật tự văn minh du lịch trên địa bàn thành phố.